Xin chào mọi người. Hôm nay ngày 11 tháng 12 2018 em sẽ giới thiệu với các bác một số lan rừng công tâm nhé. Ở đây là có những loại như sau. Loại thứ nhất là thanh đạm hàm long Thanh đạm hàm long đang có nụ này Đây. Thanh đạm hàm long là hoa rất là to nhé. 50.000 một bó này thôi. Bó này 50.000 em bó lại cũng có nhiều củ lắm, nhưng mà em bó lại thành một bó cho nó gọn này. Đó. Rồi, thứ hai đó là thanh đạm. Thanh đạm này gọi là thanh đạm hạt gạo hả? Đúng rồi, thanh đạm hạt gạo, bởi vì hoa nó xếp đều giống như những hạt lúa xếp lại thành một chuỗi vậy đó. Dài, khá là đẹp. Đó. Cũng 50.000 một dề này thôi nhá. Rồi, hàng thứ hai đó là gấm Thượng Hải. Gấm Thượng Hải thì có 3 cây, và trong đó có một cây là nó mọc nhánh ra. Đó. 50.000 một bó này luôn, bó gấm Thượng Hải. Còn đây gọi là lăng len Lăng len công tâm này em cũng bó lại này. Đó. Em bó lại cho nó gọn cho các bác nhé. Cũng có nhiều củ nữa. Đấy, nó mọc theo từng dây như thế này. Đó. Hàng rất là tươi nhé, hàng mới lái về cho nên là lá đồ thân đồ rất là đẹp và tươi. Đó. Cũng 50.000 một bó này thôi. Rồi, hàng tiếp theo đó là hoàng thảo vạch đỏ. Hoàng thảo vạch đỏ thì em đã bó lại từng bó cho các bác, mỗi bó là 50.000. Đó, có bó cây dài và bó cây ngắn. Cái bó này thì có cả một cái cây nguyên bản. Đấy. Nó có cái khúc gỗ nó dính theo này, em không có tách ra để cho các bác trồng nó dễ sống nhé. Đó. Ở đây thì có một thân tơ nó bị gãy cái ngọn mất. Đó. Còn những thân còn lại thì khá là tươi. Đó. Đây em quay từng bó cho các bác xem nha. Ở đây chỉ có 5 bó thôi. Cái lan len lan hoàng thảo vạch đỏ này cũng là một loại lan khó tìm ở công tâm đó. Đây bó này thì thân ngắn này. Đó. Lá thì có chút sâu nhé, sâu ăn thì nó mới mang vẻ tự nhiên được, bởi vì ở trong rừng mà thì có sâu ăn rồi kiến cắn rồi đó. Đây đó, đây thì có một khúc gỗ luôn, khúc cây mục luôn này. Đó, khúc cây nhưng mà nhẹ chứ không phải nặng đâu nhé, nó nhỏ mà. Đó. Có cái loại gì ở dưới gốc này nữa ta? Đấy, cứ 50.000 một bó vậy, đồng đều nhau, bó nào cũng vậy. Đây, hoàng thảo vạch đỏ hoa cũng khá đẹp đây Các bác muốn biết mạch hoa của nó thì các bác vào Google nhé, để xem hoàng thảo vạch đỏ hoa nó như thế nào. Hoa của nó cũng rất là đẹp đấy, quyến rũ đấy, khá là đẹp. Nói chung là hàng mới về cho nên còn rất là tươi đẹp này. 50.000 một bó. Còn có một khúc kiến nhỏ nữa này, có 1, 2, 3, 4, 5 con kiến, và có cái gì đây, lan gì này này, có một loại lan gì chỗ đây nữa. Đó. Một cây lan nhỏ nhỏ này, cái khúc này cũng 50.000 nhá. Đó. Rồi loại tiếp theo đó là kiếm xích ngọc công tâm này. Đấy, các bác nhìn nhé, cái dây nhỏ này gồm có 4 củ 50.000 nhé, một dây nhỏ 4 củ 50.000. Đấy, nhỏ đấy, nhỏ ngang cái nắm tay của em. Quả thì to quá, nặng cả gãy cả cành luôn này. Rồi cái bó tiếp theo là bó to, bó đại. Đây, to này. Bạn nhìn nhé. Đấy, rất là to. Bó này 200.000 nhé. Đó. Bác nào thích sưu tầm hàng lan rừng công tâm thì hãy liên hệ với em với số điện thoại là 0938 203 714 nhé. Bó này rất là to, rất có nhiều củ mà em không có đếm được. Đó. Củ to, củ nhỏ. Nhiều lắm, không đếm được.
1, 2, 3, 4, 5, ôi, mười mấy củ luôn. Đây, củ này, củ to, củ nhỏ có rất nhiều. 200 nghìn cho cái dề to này, dề nhỏ thì 50. Vậy tổng lại cái số tiền của kiếm sách ngọc là 250 này. Còn vạch, hoàn thảo vạch đỏ thì có 5 bó với một cái dề kiếm nguyên bản nữa. Đây, đó. Và những cái loại này thì 50 nghìn một loại, 50 nghìn một bó. 1, 2, 3, 4. Đó. Rồi, xin chào và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh của em nhé.